mình thành 4 nhóm. Nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 và nhóm 4. Mỗi nhóm 6 bạn. Và các con sẽ thực hiện lần lượt các nhiệm vụ ở trong phiếu tìm hiểu về âm thanh và nguồn phát âm thanh mà cô đã phát phiếu cho con lúc đầu giờ. Các con, khi các con thảo luận, các con sẽ phân cho cô một bạn làm nhóm trưởng để điều hành và một bạn làm thư ký để viết vào trong phiếu. Thời gian dành cho chúng mình là 8 phút. 8 phút. Đầu. Giờ con trừ bạn nào nắm trưởng ấy, thư ký hãy viết cho mình. Rồi. Nào con đọc nhiệm vụ cho các bạn cả nhau nghe cho cô nào. Con đọc yêu cầu đi. Nào mời sách giáo khoa ra nào. Con đọc to lên, đọc lên cho các bạn nghe. Rồi con bỏ ra để thực hiện nào. Con để con gửi sách vào. Có thể một bạn khác gõ tiếp nào để mô tả chuyển động nhé. Rồi rồi sau đó con hỏi ý kiến theo câu hỏi nào. Bạn đang không rồi con để gọn vào trong hộp cho mình cô nào. Rồi rồi các vụn giấy như thế nào? Rồi con để gọn những vụn giấy vào trong hộp cho cô nhé. Có. Rồi xin mời thực hiện tiếp yêu cầu 2 của nhiệm vụ 1. Rồi con để gọn vụn giấy vào trong hộp cho cô. Rồi mô tả. Lần lượt từ câu hỏi nhá. Các con đã đặt tay lên trên trống chưa? Lên mặt trống chưa? Rồi tay con cảm thấy như thế nào? Rồi thế bạn thư ký đã viết xong chưa? Rồi bạn thư ký viết xong chúng ta mới thực hiện tiếp nhiệm vụ 2 nhá. Nào đọc yêu cầu lên, con đọc yêu cầu lên cho các bạn cùng nghe. Con thực hiện đến yêu cầu nào rồi? Rồi đọc nhiệm vụ 2, con đọc nhiệm vụ 2 lên trước đã cho các bạn nghe các nhiệm vụ nào. Con đọc lên cho các bạn nào. Rồi. Rồi. Không cần cao đầu lên, con cần cao đầu lên. Để dễ ăn thôi. Ừ, cao đầu lên.
có cảm giác nào? Không. Sao thế? Thế cái ý kiến là gì? Các bạn âm thanh ra từ đâu? Rồi, rồi thì chúng ta ghi vào. Khi thực hiện xong thí nghiệm, con để dụng cụ xuống bàn cho cô nhá. Con nghe thấy âm thanh đúng không? Con thực hiện hát chưa? Nhỏ con thực hiện hát chưa? Rồi, thì con có cảm giác như thế nào? Cảm giác như thế nào khi đặt tay lên cổ? Hả? Khi con để tay lên cổ con cảm giác như thế nào? Sung sung. Rồi thì bạn thư ký có thống cả nhóm có thống nhất với cả ý kiến đó không? Rồi thì con bạn thư ký ghi ra cho cô. Rồi. Rồi thực hiện tiếp các yêu cầu còn lại. Có ai ý kiến khác không Tuyền? Đây, bạn có ý kiến, con mời bạn nào. Các con sẽ thực hiện xong rồi, đúng không? Thực hiện xong, các con để dụng cụ thí nghiệm ở bàn cô nhé. Thời gian vẫn chưa hết và cô thấy các con, các nhóm đã thực hiện xong rồi đấy. Cô khen tất cả các con. Bây giờ cô mời đại diện các nhóm lên trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình nào. Cô mời đại diện nhóm 1 nào. Có, con đáp lên và khi con đặt nhẹ ngón tay lên mặt trống. Khi con có cảm giác, tay con có cảm giác rung chạm. Rồi. Nào, cô muốn nghe thêm ý kiến từ nhóm 3 nào. Con thưa cô, ở thí nghiệm 1, con rắc một số vụn giấy lên mặt trống. Lấy rùi gõ vào mặt trống, con thấy các vụn giấy tung lên rồi rơi xuống. Và khi đặt nhẹ một ngón tay lên mặt trên của trống, khi gõ, con thấy ngón tay con rung rung ạ. Còn ý kiến của nhóm 4 là gì? Con thưa cô ơi, con rắc một ít vụn giấy lên mặt trống, giấy rùi gõ vào mặt trống, con thấy bay lên rồi rơi xuống, rơi cả ra ngoài, và khi con đặt nhẹ một ngón tay lên mặt trống, con thấy ngón tay con rung theo mặt trống. Cô muốn nghe thêm ý kiến từ nhóm 2. Đồng ý với ý kiến của bạn ạ. Cô cảm ơn con, cô cảm ơn phần trình bày của tất cả các nhóm. Qua quan sát, cô Trang thấy các nhóm đều biết cách làm thí nghiệm. Các con đã biết quan sát và trao đổi với các bạn trong nhóm để trả lời đúng các yêu cầu ở trong thí nghiệm. Và không những thế, các con trình bày lại còn rất là tự tin nữa. Tuy nhiên là cách dùng từ của các nhóm có khác nhau một chút thôi. Cô khen tất cả con. Như vậy, khi dắp một số vụn giấy lên mặt trống, gõ lên mặt trống, ta sẽ thấy mặt trống rung động và các vụn giấy tung lên rồi rơi xuống mặt trống, rơi cả ra ngoài.
Khi đặt nhẹ một ngón tay lên mặt trên của trống, ngón tay sẽ rung rung. Và đó cũng chính là bằng chứng để chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng mặt trống khi bị gõ sẽ rung động đấy các con ạ. Nào, tiếp tục với nhiệm vụ 2. Cô mời các nhóm tiếp tục lên chia sẻ. Có rất nhiều cánh tay giơ lên. Cô mời đại diện nhóm 4 nào. Dạ con thưa cô, con xin trình bày kết quả thảo luận của nhóm con. Ở yêu cầu 2 thì nhiệm 1, khi đặt bàn tay lên cổ và hát một câu hát, con có nghe thấy âm thanh, tiếng hát của con. Lúc đó, bàn tay của con có cảm giác rung rung. Và theo con, âm thanh đó phát ra từ cổ ạ. Vừa rồi là kết quả thảo luận của nhóm mình. Có nhóm nào có ý kiến khác không? Mình mời nhóm bạn Đức. Theo tớ đồng ý với ý kiến của nhóm bạn. Nhưng theo tớ, âm thanh không phải được phát ra từ cổ mà được phát ra từ miệng. Cảm ơn các trả lời của nhóm bạn. Mình muốn nghe thêm một chia sẻ của nhóm khác. Mình mời nhóm bạn Phương. Kết quả của nhóm mình là mình có nghe thấy âm thanh của tiếng hát. Tay mình rung lên và âm thanh đó phát ra từ dây thanh âm nằm trong cổ họng. Cảm ơn bạn. Mình thấy chưa có nhóm nào trình bày kết quả thảo luận câu hỏi thứ 4 của nhiệm vụ 2. Hãy cho biết nguồn phát âm thanh ở hai yêu cầu của thí nghiệm 1 là gì? Và khi phát ra âm thanh, chúng đều có đặc điểm gì? Mình mời nhóm bạn Bảo Nam. Theo mình, ở thí nghiệm gõ trống, nguồn phát âm thanh là mặt trống khi bị gõ. Còn ở thí nghiệm đặt tay lên cổ rồi hát, nguồn phát âm thanh là dây thanh đới khi hát. Và khi các vật phát ra âm thanh, chúng đều rung động. Mình cảm ơn câu trả lời của nhóm bạn. Mình muốn nghe thêm một ý kiến nữa. Mình mời nhóm bạn Bằng. Nhóm mình đồng ý với ý kiến của nhóm ba. Mình cảm ơn câu trả lời của nhóm bạn. Còn nhóm nào có ý kiến nữa không? Nếu không, con xin ý kiến của cô ạ. Rồi, cảm ơn các con. Cảm ơn các con đã rất mạnh dạn tự tin trình bày ý kiến của mình. Các con đã biết quan sát, biết làm thí nghiệm và hợp tác với các bạn trong nhóm rất tốt, rất hiệu quả. Cô khen cả lớp chúng mình nào. Các con âm thanh khi ta nói hay hát không phải phát ra từ cổ hay miệng của các con mà là do sự rung động của dây thanh âm hay còn gọi là dây thanh đới nằm bên trong cổ của con đấy. Và đây là hình ảnh dây thanh âm hay còn gọi là dây thanh đới nằm bên trong cổ. Khi các con đặt tay lên cổ, các con sẽ thấy có cảm giác là cổ họng rung, nhưng thực tế là do dây thanh âm hay còn gọi là dây thanh đới nằm bên trong cổ rung đấy. Và đó cũng chính là bằng chứng để chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng nguồn âm nó là ở đó. Vậy đâu là âm thanh? Đâu là nguồn phát âm thanh ở thí nghiệm 1? Nào, cô Minh Duẩn. Thưa cô, thí nghiệm 1 yêu cầu của 1 âm thanh là tiếng trống, còn nguồn phát âm thanh là mặt trống khi bị gõ. Yêu cầu 2 thí nghiệm 1 âm thanh là tiếng nói của con, còn nguồn phát âm thanh là âm thanh khi con nói. Tiếng nói hay gọi là tiếng hát, đúng không? Tiếng hát của con. Tốt lắm. Thế bây giờ bạn lấy cho cô một ví dụ về âm thanh và nguồn phát âm thanh. Cô Mai Chi. Dạ con thưa cô, con lấy ví dụ khi con gõ tay vào mặt bàn, âm thanh là tiếng gõ bàn, còn nguồn phát âm thanh là mặt bàn khi bị gõ ạ. Giỏi lắm, cả lớp khen bạn nào. Thế các con cho cô biết, các vật phát ra âm thanh, chúng có đặc điểm gì? Cô mời bạn Nam. Chúng đều rung động ạ. Đúng rồi đấy. Các vật phát ra âm thanh đều rung động.
Cô Trà muốn một bạn lấy cho cô một ví dụ để chứng tỏ các vật phát ra âm thanh đều rung động. Nào cô Minh Ngọc. Dạ con yêu cô, khi con đập bàn và mặt bàn sẽ rung động ạ. À, mặt bàn sẽ rung động. Cô muốn một ví dụ nữa nào. Cô Mẹ An. Dạ con yêu cô, con lấy ví dụ khi bạn con nói chuyện với nhau thì dãy thanh âm trong cổ chúng con rung động ạ. À, cảm ơn con, tốt lắm. Như vậy là qua hoạt động một vừa rồi các con đã biết các vật phát ra âm thanh đều rung động. Vậy để biết âm thanh đó được truyền qua những chất nào thì cô trò chúng mình cùng chuyển sang hoạt động 2, sự lan truyền âm thanh. Ở thí nghiệm này, các con sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ ở trong phiếu tìm hiểu về sự lan truyền âm thanh trong nhóm 6 vào trong phiếu mà cô đã phát cho con lúc đầu giờ. Và thời gian dành cho chúng mình là 7 phút. 7 phút, bắt đầu. Rồi con đọc cho bạn đi. Rồi. Con để bằng đâu đâu lên con. Trong này ở tiếng Nhật này chúng mình phải chuẩn bị một bình thủy tinh chứa nước, đồng hồ đựng đồ chơi và túi ni lông buộc chặt lại và cho vào bình. Hiện xong nhiệm vụ 212 chưa? Con đọc yêu cầu chưa? Nếu con biết làm thí nghiệm nào. Có thể hiện xong đi nêu các bác. Nêu các bước cho các bạn nghe này. Thì ở yêu cầu 1 thì có thể là tập trung đồng hồ. Còn ở yêu cầu 2 thì... Các con đã thực hiện xong nhiệm vụ 1 và 2 chưa? Vậy bây giờ cô trò chúng mình thực hiện tiếp nhiệm vụ thứ 3 nhá. Nào bạn nào xung phong lên thực hiện cho cô Trang nhiệm vụ này nào. Rất nhiều nhóm giơ tay lên. Cô mời đại diện nhóm bạn của bạn An nào. Các con cùng quan sát nhé. Xin chào các bạn. Mình và Đặng Hoan đại diện cho nhóm 4 lên thực hiện thí nghiệm 2. Các bạn hãy lắng nghe xem đây là âm thanh gì nhé. Mình mời bạn. Mình cảm ơn bạn. Đúng rồi đấy, đây là tiếng chuông đồng hồ. Bây giờ mình sẽ cho đồng hồ đang đổ chuông vào túi ni lông. Khoan giúp bạn. Buộc chặt lại, rồi cho vào bình nước. Các bạn hãy thử dự đoán xem khi mình cho đồng hồ đang đổ chuông vào nước, các bạn có nghe thấy tiếng chuông đồng hồ không? Mình mời bạn. Sao mình nghĩ là không? Mình cảm ơn câu trả lời của bạn. Mình mời bạn Thảo. Mình nghĩ mình có nghe thấy âm thanh, nhưng chắc chắn nó sẽ hơi bé. Cảm ơn câu trả lời của bạn. Để biết dự đoán của các bạn có đúng hay không, bây giờ mình mời mỗi nhóm cử đại diện hai bạn lên nghe bằng cách áp tai vào thành bình, tai kia bịt lại.
Bạn Tha sẽ đại diện cho nhóm 4 làm mẫu cho các bạn. Các bạn hãy cùng quan sát nhé. Con để ra đi. Mình mời nhóm 1. Mình mời nhóm 2. Mình mời nhóm 3. Rồi, cảm ơn con. Con cảm ơn nhóm 4. Bây giờ các con tiếp tục trao đổi và thảo luận với các bạn trong nhóm để thực hiện tiếp những yêu cầu còn lại trong phiếu. Không mấy các con? Hai bạn vừa lên nghe có nghe thấy âm thanh không? Có nghe thấy âm thanh không? Rồi. Đức vừa lên nghe con nghe thấy âm thanh không? Thì âm thanh là thế nào? À rồi, thì con hãy chia sẻ với các bạn trong nhóm để bạn thư ký viết ở trong phiếu của mình nhá. Rồi, con ngẩng cao đầu lên con. Ngọc Kiểm ngẩng cao đầu lên. Rồi. Chú ý đọc kỹ yêu cầu nhá. Mẹ các con nghe thấy âm thanh nhóm này, có nghe thấy âm thanh không? À, có à. Rồi thì con hãy chia sẻ với các bạn trong nhóm để thực hiện yêu cầu hàng của thí nghiệm 2 nhé. Rồi. Mẹ Hoan nghe thấy âm thanh không con? Con nghe thấy âm thanh à? Thì âm thanh nhỏ à không? To? À nhỏ à? Thì hãy chia sẻ với các bạn nhé để thực hiện yêu cầu 2 của thí nghiệm 2. Rồi, phải ghi rõ cho cô. Rồi, phải ghi rõ chứ. Có truyền qua những chất nào? Phải ghi rõ đúng không? Không. Không. Ngẩng cao đầu lên con. An ngẩng cao đầu lên. Ngẩng cao đầu lên ăn. Rồi. Vừa hết thời gian thì các nhóm đã xong rồi. Cô khen tất cả con. Nào, bây giờ cô mời đại diện các nhóm lên trình bày kết quả thí nghiệm của nhóm mình. Cô mời đại diện nhóm của bạn Diệp. Vâng, thưa cô, đây là kết quả thảo luận nhóm. Con, ở yêu cầu 1, thí nghiệm 2, âm thanh truyền đến tai con qua chất dạ. À, cô muốn nghe thêm ý kiến, nhận xét về nhóm bạn Diệp nào. Cô mời đại diện nhóm bạn Đức nào. Theo con đồng ý với ý kiến của nhóm bạn. Nhưng con có một câu hỏi muốn đặt ra cho bạn. Tại sao bạn cho rằng âm thanh truyền đến tai bạn qua chất khí? Vì mình biết mọi chỗ rỗng trong không gian đều chứa không khí, nên tiếng chuông đồng hồ truyền qua không khí rồi mới đến tai mình, vậy nó truyền qua chất khí. Mình cảm ơn bạn. À, cô cảm ơn phần chia sẻ của các con. Các con ạ. Âm thanh cô mời tiếp tục các bạn tiếp tục chia sẻ nhiệm vụ thứ hai nào. À, với yêu cầu thứ hai của thí nghiệm 2 nào. Cô mời đại diện nhóm 4 nào. Dạ con đưa cô. À, khi con áp tai vào thành bình và tai kia được bịt lại, con có nghe thấy tiếng chuông ạ. Tiếng chuông được truyền qua nước ạ. À, rồi cảm ơn con. Cô mời ý kiến của nhóm bạn Thảo.
Dạ con đưa cô, con có nghe thấy âm thanh nhưng rất bé. Âm thanh được truyền qua chất lỏng là nước và chất rắn ạ. Rồi, cô mời ý kiến của nhóm 2. Dạ con thưa cô, con có nghe thấy tiếng chuông ạ. Tiếng chuông được truyền qua nước là chất lỏng, còn bình thủy tinh là chất rắn ạ. À, rồi cảm ơn con, cô cảm ơn phần chia sẻ của tất cả các con. Qua phần chia sẻ vừa rồi, cô Trang thấy các con đã rất là chú ý quan sát khi mà nhóm 4 lên làm thí nghiệm. Và các con đã thảo luận trong nhóm rất là sôi nổi, trình bày rất là tự tin và trả lời đúng yêu cầu trong thí nghiệm. Cô khen cả lớp chúng mình nào. Nhưng các con có biết không? Ở thí nghiệm này, khi ta đưa đồng hồ đang đổ chuông vào túi ni lông, buộc chặt túi lại, thì bên trong túi vẫn còn một lượng không khí nằm bên trong túi. Và khi ta bịt một tai, ta bịt áp một tai vào thành bình, ta xung quanh tai chúng ta cũng có không khí. Tai kia ta bịt lại, ta vẫn nghe được tiếng chuông đồng hồ. Điều đó chứng tỏ âm thanh không chỉ chuyển qua chất lỏng và chất rắn, mà còn chuyển qua cả chất khí nữa đấy. Vậy qua thí nghiệm 2 cho cô biết âm thanh chuyển qua những chất nào. Cô mời Bảo Nam. Còn thưa cô, âm thanh có thể chuyển qua chất lỏng, chất rắn và chất khí ạ. Tốt lắm, âm thanh có thể chuyển qua chất khí, chất lỏng và chất rắn. Các con thân mến, âm thanh có thể chuyển qua chất khí, chất lỏng và chất rắn, nhưng tốc độ truyền âm thanh qua các chất lại khác nhau, nên cô muốn giới thiệu thêm để các con biết, đó là âm thanh truyền nhanh, chậm trong các chất khác nhau. Âm thanh truyền trong chất rắn nhanh hơn chất lỏng, trong chất lỏng nhanh hơn chất khí. Nhưng khi chúng ta nghe và quan sát thông thường, chúng ta chỉ biết được độ to nhỏ của âm thanh mà không thể xác định được tốc độ truyền của âm thanh qua các chất, nên con người đã phải sử dụng đến bộ thiết bị đo tốc độ truyền âm thanh đấy các con ạ. Và để hiểu rõ hơn về tốc độ truyền âm thanh thì các con sẽ được tìm hiểu ở cấp học sau nhé. Nào, vậy trong 6 tiết học ngày hôm nay các con có cảm nhận gì và các con có khám phá được điều gì mới về âm thanh hay nguồn âm? Cô mình gì âm? Con thưa cô, qua tiết học ngày hôm nay con cảm thấy rất thú vị vì con biết được những vật phát ra âm thanh đều rung động ạ. Con hãy lấy cho cô một ví dụ về âm thanh có thể rung động. Con thưa cô, con lấy ví dụ là tiếng cô giáo giảng bài và khi cô giảng bài thì dây thanh âm làm trong cổ cô rung động ạ. À, tốt lắm, cả lớp khen bạn nào. Nào, cô mời bạn Thảo nào. Con thưa cô, qua bài học con biết được âm thanh có trong cuộc sống ạ. À, rồi cảm ơn con. Nào, cô mời một cảm nhận khác từ bạn Bằng nào. Con thưa cô, con cảm thấy rất vui vì con biết âm thanh có thể chuyển qua chất lỏng, chất khí và chất rắn ạ. Vậy con hãy lấy cho cô một số ví dụ về âm thanh chuyển qua các chất. Con thưa cô, con lấy ví dụ là tiếng gõ cửa được chuyển qua chất khí và chất rắn và tiếng vỗ tay gọi cả lên An ạ. Cho cô biết nào, ví dụ của con vừa nêu, tiếng vỗ tay gọi cá lên ăn được truyền qua những chất nào? Và con nhìn thấy việc làm đó ở đâu?
Con thưa cô, tiếng búp bê gọi cả lên ăn được truyền qua chất khí và chất lỏng, và con quan sát thấy ở eo cả bác Hồ ở phủ chủ tịch ạ. À, rất tốt cả lớp các bạn. Các con ạ, nhờ sự lan truyền âm thanh qua các chất khí và chất lỏng mà bác Hồ kính yêu của chúng ta đã tạo cho đàn cá một thói quen rất tốt. Hàng ngày bác cho cá ăn, chỉ việc vỗ tay là đàn cá đã bơi tới chỗ bác rồi đấy. Và trong cuộc sống, con người cũng đã ứng dụng sự lan truyền của âm thanh và rất nhiều công việc khác nhau, như là trong chăn nuôi, hay là trong báo động cứu hỏa, hay là trong biểu diễn nghệ thuật. Và sau đây cô cũng có một đoạn video về một huấn luyện viên đã biểu diễn cho cá heo làm xiếc, cũng sử dụng ứng dụng về sự lan truyền của âm thanh. Các con cùng theo dõi nhé. Qua phần lấy ví dụ vừa rồi, cô Trang thấy các con đã rất hiểu bài và các con đã biết tận dụng kiến thức của bài học vào thực tế rất là tốt. Cô khen cả lớp chúng mình. Còn để lấy thêm được nhiều ví dụ hơn nữa thì cô trò chúng mình sẽ tìm hiểu ở tiết học sau nhé. Trong tiết học ngày hôm nay, cô thấy các con học tập rất là sôi nổi, tự tin, tiếp thu và thăng hái phát biểu xây dựng bài, hợp tác tốt với các bạn trong nhóm, mạnh dạn, tự tin để giải quyết những vấn đề cô giáo đưa ra, có hiểu biết nhiều về âm thanh và sự truyền âm thanh. Cô mong rằng ở các tiết học sau các con tiếp tục phát huy như vậy. Các con còn đồng ý với cô không? Rồi về nhà các con sẽ chuẩn bị cho cô bài 10, âm thanh và sự truyền âm thanh tiết 2, và lấy thêm cho cô các ví dụ về các vật phát ra âm thanh thì rung động và âm thanh truyền qua các chất khí, chất lỏng và chất rắn. Và cuối tiết học ngày hôm nay, các con hãy thu phiếu nhiệm vụ của chúng mình lên trên bàn cho cô nhé. Tiết học của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Xin trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo đã về dự giờ với lớp 1A6 của tiết học ngày hôm nay. Xin kính chúc các thầy cô và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, công tác tốt. Chúc các con luôn chăm ngoan học giỏi.